Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa ba anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu và đồng thời thì cháu Lực có nhận được một phần quà là của bà An Phạm có gửi cho em Sử. Đằng sau cháu Lực là cái máy dùng để phát cỏ cũng như là gặt lúa. Đến trong thời gian tới thì khi mà làm nương, làm giấy mọi cái thì nhà ba ông cháu thì rất là cần thiết với cái loại máy phát cỏ như này. Thì hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên là mua cái phần quà cho em Sử. Ôi anh chào Sử nhá. Đấy, em Sử thì cũng lên tới đây luôn rồi cô bác này. Đang ở nhà làm gì hết Sử? Ở nhà thôi à? Vâng. Thời tiết hôm nay thì có vẻ lạnh hơn nhỉ? Vâng. Cháu Sử xin kính chào quý em bà cô chú anh chị. Em Hải thì đi học rồi à? Vâng. Thời tiết hôm nay thì cháu Lực nhìn thấy là có vẻ như là có sương mù khá là nhiều cô bác ạ. Như Sử bây giờ hộ anh là tháo bỏ cái máy ra tí nhá. Vâng. Đem đi xuống nhà của Sử nhá. Vâng. Đây cũng đầy đủ phụ kiện mú miếc luôn rồi cô bác này. Dây nữa. Đây, cái máy đây thì cháu Lực đi xuống tận nơi để mà xem và mua về cô bác ạ. Em bỏ cái dây vàng vàng ra đây nhá. Vâng. Ông thì có ở nhà không? Ông ở nhà cũ đấy ạ. Ông ở nhà cũ dưới kia à? Vâng. Chắc là ở nhà cũ dưới kia là xem con trâu con bò đúng không? Vâng. Ở trên nương là phát hết rồi đúng không? Vâng. Bây giờ thì còn mỗi ruộng thôi đúng không? Vâng. Ruộng thì chắc là mình cũng phải lấy phát để mà cày nó mới dễ nhỉ? Bây giờ thì mang về còn phải lắp ráp thêm nữa cô bác ạ. Vừa rồi thì ở quán thì cháu Lực cũng đã test là lên hết rồi. Nó đã nổ và lên rồi. Nhưng mà khi mà đem lên ấy, thì còn phải làm thêm 1-2 bước nữa để mà mình mới sử dụng được. Đấy, để đấy cho anh cũng được. Rồi, bây giờ em vác đi nhá. Cầm đấy, đúng rồi. Xách đi nhá. Cái máy này thì sẽ để mà đeo sau ấy. Đấy, em đeo như kiểu đeo cặp ấy, biết đeo không? Đấy, đúng rồi, đấy. Đấy, đeo như đeo cặp ấy, đấy. Có vẻ như hai hôm nay là lạnh hơn nhỉ Sử nhỉ? Hôm nọ thì rất là nắng cô bác ạ. Đến hai hôm nay thì có vẻ như là thời tiết sẽ se lạnh hơn một chút rồi. Còn kèm theo đó còn mưa phùn nhá. Mưa phùn như này thì chắc là bà con ở trên này, lại gia đình ở nhà ba ông cháu thì cũng chẳng đi đâu làm được cả. Cái ngôi nhà của ba ông cháu thì tất cả mọi cái thì cũng đã hoàn thiện xong hết rồi. Và công khai tài chính thì cháu Lực cũng đã công khai hết rồi. Có
Nếu mà như các bác nào gửi tiền cho cháu Lực còn chỗ nào mà sai sót thì có thể là điện thoại cho cháu Lực trực tiếp để mà cháu Lực biết và sửa lại thông tin thêm một chút cô bác ạ. Đấy, mình để sân lên luôn nhá. Đấy, để sân xong mà mình đổ thêm xăng nữa. Xong là đi sau. Đấy, đổ đây, đây chỗ đấy. Đấy. Bây giờ thử bốc bốc mình cái này ra đi. Cái đấy thì mình bốc ra đi. Xong là mình tí mình đổ thêm một chút dầu nó vào. Ở đây thì còn cái phiếu mà nhận hàng này cô bác này, cái phiếu này thì khi mà cháu Lực đi mua ấy thì là có những quán thì người ta là có những phiếu này luôn, hầu như và đa số là những cái quán lớn ấy. Những cái quán lớn thì đều có những cái phiếu mà giấy bán hàng này cả. Ở đây thì cũng chỉ có là giấy bán hàng chứ không có dấu giết gì cả cô bác ạ. Đấy, người mua là ngày người mua là cháu Lực, còn ngày đi mua là ngày 26 tháng 12 năm 2024. Đây. Tổng mua máy này là hết là 6 triệu mốt cô bác ạ. Người ta bảo là 6 triệu rưỡi nhưng mà trả giá xuống là được 6 triệu mốt. Cái phiếu này thì cháu Lực cũng đã gửi riêng cho bà Án Phạm để mà xem với các cô bác ạ. Bây giờ thì đổ thêm chi xăng này nhá. Em lấy xăng vào đi. Xăng đổ đây nhá. Đổ vào đây. Còn nhớt thì là anh đã đổ để sẵn hết rồi. Đổ cho nó hết luôn. Tí mình đi test thuyền nhỉ. Đi xuống dưới kia. Nhưng mà mình đi là phải đeo ủng đi nhá. Rồi, rồi, rồi. Đổ đổ lại thêm một tí. Phải đi nhìn xuống. Đấy. Đây rồi, đưa rồi. À đâu nó ra bên kia mà. Đây, đấy rồi. Ở đây à, cái này còn thêm cái này này. Thêm bên này đúng không ạ? Cái máy này mang đi phát cỏ thì thôi rồi luôn nhỉ. Còn cái dây này thì là lúc nào mà dây kia hết thì mình thay vào cái dây này nhá. Xem này. Đây nó còn này. Đây nó còn thì thôi. Mình không lắp thêm. Còn cái lưới dao này thì là lúc nào mình đi làm mà như kiểu cây nó cứng hơn đấy nhá thì mình thay lắp vào đấy. Đấy sẽ ngửa lên xong là đây nó sẽ có đầy đủ cả mũ luôn này. Mũ này là cái mũ mà bảo vệ ấy. Mình đội để cho nó không bị cái gì nó vào mắt đấy. Đội mũ xong là đeo cái cổ ủng nữa. Đây. Đây là anh hướng dẫn xử thay một lần để lúc nào mà anh không lên thì xử còn biết thay nhá. Lúc nào mà mình thay thì mình nhớ rút cái chốt này ra nhá. Chốt được rồi. Bẻ cho nó thẳng xuống. Đấy nhá. Mời anh đi xuống tận cốc bài ấy. Anh gặp đội ca ở trên đấy mà. Ca ấy. Không biết là đi đi làm gì. Nhưng chắc là đi, chỉ đi chơi thôi nhỉ. Dầu quá. Bắt luôn rồi. Xong rồi dùng cái này nhá. Cái này để mình vặn nó ra.
tao bỏ cái này đi. Dao này xong lại bóc vào đây luôn. Con dao này lúc nào mà mình gặp đi gặp cây nó cứng hơn đấy thì mình là dùng dao này nhá. Như hôm nọ mình đi phát nương ấy, lúc nọ để nương thì đã phát xong rồi nhỉ. Cái này là của máy Honda đấy các bác nhá. Máy này là máy Honda như kiểu là hãng xe của em nhá. Nó thuộc dạng như kiểu là Honda ấy. Cái này là mình sẽ dùng để mà mình phát cỏ. Nhưng mà cái dao này là anh đang chỉ sử lắp thôi để mà máy nữa mình thay được, chắc là một tí nữa mình đi lắp ấy thì mình sẽ dùng cái cục này để mà đi lắp thôi nhá. Cái dây này thì khi nào mà nó ngắn quá thì mình làm cái này nhá. Tập con cá có nhau rồi bạn ạ. Khi mà ấy vào thì vặn cho chặt chặt chút nữa. Còn là mấy cái này thì mình cất nó đi. Cả dao thì mình cất dao, mình cất gọn vào. Đấy, đến lúc mà mình này đến lúc mà mình đi vào ruộng ấy thì mình có thể cầm đi nhá. Để mình thay ấy. Lên rồi. Sử biết nổ chưa? Chưa nữa. Chưa rồi à? Thôi sử cất cái đấy đi nhá. Đúng rồi. Ra đây mình nổ đây nhá. Cái này thì bỏ đi cái này. Cái xíu này thì không cần để cũng được. Đấy. Sử muốn tắt ấy thì là sử phải bấm cái này nhá, bấm xuống một lúc nhá thì nó mới tắt được. Lắp quay đấy.
thế là nó. Xuống nó tắt rồi. Cái xăng thì cái xăng ấy khi mua về thì để, nếu mà để cho nhà tắm đi thì khóa cửa lại nhá. Đừng để cho các em là chú về, sợ các em là chú về là tưởng cái gì là đổ cái sàn nhà nó rất là mùi đấy. Đấy. Và hôm nay là cái phần quà này là của bà An Phạm nhá. Bây giờ cháu Lực cũng xin thay mặt là em sự gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm, mà chúc bà và gia đình là thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hãy có cái máy này vào ấy thì là để mà phát thì nó sẽ rất là nhanh đấy nhỉ. Vâng. Máy này thì nếu mà để mà em có, em thấy khi gia đình nhà người ta có cái máy phát này thì em có thích không? Có. Nhà người ta thì có cái máy này đi phát là nó rất là nhanh đúng không? Ở đây thì cái máy này của bác có rất là nhiều mức giá. Mức giá thấp nhất là 1 triệu 7, nhưng 1 triệu 7 thì nó sẽ không có cái dây này của bác này, nó sẽ không có cái dây này theo, nó chỉ có nguyên cái thanh này thôi, nó chỉ có nguyên cái thanh này đi, cho nên là khi mà mình không cẩn thận ấy thì nó sẽ bị gãy, phải đi thay, mà đi thay thì cũng rất là xa, từ đây đi xuống huyện thì cũng xa nữa. Đấy, khi nào mà máy móc nó bị làm sao ấy, nó mà không lên ấy, hay là nó không cắt được ấy thì là cũng bảo anh nhá. Đấy, anh là xuống lại đem đi trả cho người ta. Đấy, khi mà anh đem đi xuống trả cho người ta ấy, thì là cái vấn đề đấy thì xăng xe lại thì mình sẽ không phải mất nữa, người ta sẽ lo cho mình hết. Tại vì là nó đi xa quá ấy. Đấy, máy nó bị làm sao thì cũng có thể là điện cho số điện thoại này hỏi xem tình hình là máy này sao nó không lên đấy. Đấy, và chỗ này thì đừng có sờ tay vào chỗ này nhá, chỗ này thì rất là nóng. Như hiểu thuộc dạng là cái buji của nó ấy. Cái máy này thì là máy phát cỏ là Honda của bác nhá. Xem ạ. Máy phát cỏ là Honda, là người ta sẽ bảo hành cho là 3 tháng nhá. 3 tháng đấy nó mà bị vấn đề gì thì mình sẽ đi đổi trả là miễn phí. Đi sửa là sẽ miễn phí hết. Nó sẽ không có sao. Máy này thì mua cũng rất là đắt đấy. Người ta này, lấy máy này thì là máy Honda, là máy xịn, là người ta lấy 6 triệu rưỡi, nhưng mà anh trả giá được là 6 triệu là 100 ngàn. Đây 100 ngàn, 6 triệu là 100 ngàn đấy. Bây giờ thì anh em mình đi test luôn nhỉ. Ông đâu rồi? Ông không ở đây à? Ông ở nhà. Em Hải thì cũng đi học rồi nhỉ. Thì em bây giờ thay mặt ông với lại cả em Hải đó cũng gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền mua cái máy phát cỏ cho ba ông cháu. Con chúc bà thật là sức khỏe, mong thành công cho công việc ạ. Đây thì bà An Phạm thì phải nói là bà rất là yêu quý các em. Đấy, trong thời gian tới khi mà đến vào mùa gặt ấy thì bà sẽ lại tiếp tục dành một phần quà đấy cho em nữa. Đấy, đến lúc đấy thì hai anh em mình phần quà gì thì anh sẽ nói sau nhá. Còn là bây giờ thì anh em mình test một chút nhỉ. Đi xuống cái thửa ruộng bên này nhỉ. Đấy, bây giờ thì quần, bây giờ thì em đeo đi nhá. Bây giờ thì em ăn nổ máy đi. Em đeo trên vai đó, đấy, đúng rồi. Đấy. Tí nữa mình đi thì mình ga sau. Phải lao dày lô. Đấy, bây giờ thì sẽ cùng em sửa đi test một chút cô bác ạ. Chắc là cái âm thanh nó sẽ hơi ồn một chút cô bác, cho nên là có những lúc cháu Lực xin được phép là ghép nhạc vào cô bác nhá. Có vẻ đeo hơi khó đi tí nhờ. Nhưng mà đến lúc nào mà mình phát cỏ ấy, mình phải đeo cái đấy vào, nó sẽ không phải mắt.
tại vì nó sẽ có một lớp mà che rồi. Sau. Phải đi xuống chỗ phát thì mình phát sau. Cái này thì mang đi làm ruộng làm nương thì rất là thích hợp cô bác ạ. Tại vì là cô bác đi nhìn thấy là cánh đồng ruộng của nhà các em thì toàn là những cái cỏ dại rất là nhiều. Vào đây luôn chứ nhờ, đây nhờ. Đấy. Ở dưới kia thì ruộng nương thì phát hết rồi đúng không? Đấy, như ruộng này thì thưa cô bác ạ, phải phát qua thì mới làm được. Đấy, bây giờ sử đặt đấy nhá, anh nổi cho nhá. Anh nổi cho. Đấy, đổ rất là dễ cô bác ạ, chỉ cần kéo phát là được luôn. Hơi ổn nha cô bác nhé, thì có được sẽ phải đi xa một chút. Cứ phát đến tận góc đi sử ạ. Ôi, những cái tốc độ máy này vụt thì rất là nhanh. Là cái máy này về thì mình cũng có thể đi làm cho người ta để mà người ta thuê cô bác đi phát. Sứ ơi, sứ ơi, tận góc đi, tận góc đi. Em cứ phát tận góc đi. Cái này không sợ là nó bị làm sao đâu mà, cái kia là sợi dây đâu mà. Phát tận góc vào đây để cho nó sạch ấy. Đây, phát tận góc cho nó sạch ấy. Rồi. Đấy em nhìn thấy không, phát tận góc không sạch chứ. Đấy, ở đây thì dùng bằng cái sợi dây ấy, các bác thì khi mà mình đi làm thế này thì nó sẽ không sợ rằng là gặp phải đá to. Nếu mà mình dùng cái dao kia ấy thì nó sẽ gặp đá, cho nên là nó bị méo cái dao. Khi nào mà những lúc mà sử dụng nào mà không có đá ấy, thì mình mới dùng cái dao ấy được, và cái cây to ấy thì mình mới phát được. Cái này thì sẽ vừa gặt được lúa này và vừa phát được cỏ các bác nhé. Gặt lúa thì mình sẽ dùng cái lưới dao vừa rồi cho lực nói ấy, là sử dụng cái đấy. Ở dưới kia thì hiện tại là sương mù rất là khá là dày đặc các bác ạ. Mấy hôm nay thì thời tiết ở trên chỗ chỗ lực thì nó có vẻ như hơi thay đổi một chút, nó lạnh hơn. Cái tốc độ của cái máy này thì rất là mạnh các bác ạ. À, như cái máy phát cỏ này thì ở nhà giáo lực thì bố tôi cũng mua về, tôi cũng đã từng được trải nghiệm rồi. Tôi cũng nhìn thấy nó rất là tiện. Tăng ga nó lên sứ ạ. Thank you.
vừa rồi thì cháu được cúng cùng em Sử, là hai anh em có phát qua và test một chút rồi cô bác. Em Sử thì có thể là lần đầu vừa mới cầm cho nên là em ấy vẫn còn khá là bỡ ngỡ và phát chưa có được sạch mấy. Cháu được thì có một chút kinh nghiệm rồi cho nên là phát nó khá là sạch hơn, khá là sạch hơn em Sử. Đấy, ở đây thì Sử đấy mà lần sau mà muốn cho nó sạch ấy thì là cho nó muốn sạch nó không mọc được ấy, nó ngắn ấy thì Sử phải dí sát xuống. Đấy, dí sát xuống thì nó sẽ sạch hơn. Đấy, còn cái dây fill, cái dây này có bác này, cái dây này thì mình sẽ dùng để phát những cái cỏ dại nó mềm mềm như này, còn cái lưới kia thì lần sau mình sẽ dùng để lắp và gặt. Đấy, bây giờ thì mấy anh em chỉ có test thử như thế một chút thôi các bác. Bây giờ thì sẽ lại đem lên về nhà. Đấy, hôm nay thì sương mù thì cũng có. Hôm nay thì vẫn còn mưa phùn và có sương mù một chút cho nên là hai anh em chỉ là test máy một chút xem là cái máy móc như thế nào. Ê, hai cái đứa này đi đâu đây? Môi đỏ chết nhỉ? Ngày mai trời nắng thì Sử phát hết cả cái phần ruộng nhà mình đấy Sử. Vậy ở đây thì những cái máy mà độ tầm là 2 triệu, 3 triệu của bác thì nó sẽ không có dùng để đeo như này. Nó như kiểu là thuộc dạng đeo chéo ấy. Thì đây rửa tay ở chân đã nhờ. Xong rồi đi vào nhà xong. Vừa rồi thì anh em mình cũng đã trải nghiệm và test thử máy rồi. Máy thì khi mà cháu được đem đến nhà của ba ông cháu của bác này thì test cái là lên rồi, không có vấn đề gì mà xảy ra cả. Trong một thời gian tới thì độ tầm 3 tháng ấy, nếu mà em sử dụng ấy thì nó mà có vấn đề gì thì là có bảo anh nhá. Vâng. Rồi anh sẽ đem đi trả và mình dùng, mình lấy cái máy mới lên. Vâng. Hoặc người ta sẽ sửa cho mình, bao giờ mà nó phát được thì thôi. Hay lần sau em đi làm ấy thì em sẽ đeo cả ủng này, đội cả mũ này, cả găng tay này đi. Vâng. Để cho nó mình làm được thì nó sẽ lâu hơn. Đấy. Vừa rồi thì anh em mình đi test thử thôi. Cho nên là anh em mình cũng có thể là đi thì và dùng sơ sài một chút. Đấy, nhưng mà khi mà em trải nghiệm ấy thì em thấy là cảm giác mà tốc độ của máy thì nó có nhanh hơn không? Có. Nhanh hơn rất là nhiều đúng không? Vâng. Anh còn hôm nọ thì trên phần nương, nượng nhà của Sử ấy thì cũng đã gọi là phát xong rồi đúng không? Vâng. Đấy, nhưng mà bây giờ phần ruộng ấy thì là em sẽ dùng cái máy này phát để cho nó sạch, để bao giờ mà người ta lên cày ấy thì nó sẽ được nó sẽ cày nó dễ hơn. Vâng. Đấy, và nó sẽ ít mọc cỏ hơn đấy chẳng hạn. Vâng. Đấy, khi mà dùng cái máy đấy thì là mình không được chủ quan có đâu nhá. Vâng. Là mình cũng phải là để ý một chút. Đấy, như mà cái lưới sắt ấy, lưới sắt mà vừa rồi anh mang ra đấy thì là mấy nữa đến mùa gặt ấy thì là mình sẽ thay cái đấy vào là mình để gặt. Vâng. Đấy, khi mà vào gặt ấy, ruộng ấy thì là mình cũng đã biết là chỗ nào mà nó không có đá rồi, chỗ nào mà có đá ấy lại không có đá rồi, cho nên là mình dùng cái lưới đấy mà được. Vâng. Hay còn là như mình đi phát ở phần bừa ruộng này với lại phần nương ấy, nương thì có rất là nhiều đá rồi cho nên là mình chỉ có dùng cái sợi dây đấy vào thì mình mới đi phát được. Đấy. Và ở đây thì khi mà bán Phạm gửi cho anh ấy, thì là bà cũng bảo là dặn dò em với lại ba ông cháu thì là khi mà sử dụng máy đấy thì là phải hết sức là cẩn thận. Vâng. Nhá. Vâng. Đừng để nó có tai nạn gì mà xảy ra cả. Máy móc này thì một khi mà tai nạn thì nó rất là nguy hiểm. Vâng. Đấy, như cái máy phát cỏ này thì nó cũng là thuộc dạng là bình thường, nó không có quá gì là nó là ghê gớm quá. Vâng. Đấy, nổ nó lên là mình ga, thế là nó phát rồi. Vâng. Đấy, còn về lúc nào mà như em muốn đốt rác chẳng hạn ấy, thì là đừng đốt như hôm nọ em đốt thì có khá là nguy hiểm.
Sợ rằng là trời nắng quá ấy, nó bị trời nắng quá nó thổi nó đi ra bên ngoài, nó có thể nó cháy, nó lan hết cả cả cái phần rừng ở trên này luôn. Hay như ông thì buổi tối là bảo ông là lên đây ngủ nhá, đừng có ngủ ở dưới nhà cũ đấy nhá. Nhà cũ thì thỉnh thoảng là mình chỉ đi ngó qua xem là nó như thế nào, có cái vấn đề gì xảy ra không thôi. Hay làm ở nhà mới thì cũng đã làm xong xe mọi cái rồi, ở trong phòng thì cũng đã chăn ấm nệm êm, không còn thiếu thốn cái gì nữa. Chỉ cần là lên trên này ngủ thôi. Thế vừa rồi thì lúc mà cháu Lực đang ở dưới phát cỏ thì ông cũng có ra để mà xem một chút nữa, nhưng mà lúc đấy thì cháu Lực cùng em Sử đang test thử máy cho nên là không có ghi hình được cảnh mà ông đang xem ra xem máy móc các bác. Nhưng mà khi mà ông nhìn thấy những cái máy này thì có thể là ông cũng đã từng nhìn qua rồi, rất là ưng rồi. Ở trên này thì có một nhà chú nào có hay sao đúng không? Vâng. Hôm nọ mà khi mà anh em mình đi xem ấy, máy của nhà chú thì thuộc dạng là máy nhỏ hơn. Đây, máy của em thì thuộc dạng là máy Honda, nó không phải là máy Trung Quốc gì cả. Trước khi mà bà có bảo với anh rằng là mua máy Đức ấy, cái máy Đức ấy thì là cháu Lực cũng xin được phép là nói ở trên kênh luôn cô bác ạ. Máy Đức thì nó cũng rất là bền, nó bền đấy, nhưng mà ở trên chỗ cháu Lực ấy, khi mà người ta bảo là nó hỏng hóc chỗ nào ấy thì là khó sửa, nó không có đồ để mà thay ấy, là nên phải đặt rất là lâu thì nó mới có được, tại vì hàng Honda thì nó rất là phổ biến rồi. Thế cho nên là khi mà mình đem xuống cái là người ta có thể là người ta sửa cho mình luôn, nó không có đợi chờ gì cả. Như nếu mà mình mang đi xuống ấy hôm, có thể là bây giờ đang hỏng ấy, thì mình đem đi xuống càng mất cả ngày đi thì lại vẫn chưa lấy được về. Đấy thì lại hôm sau lại mình tiếp tục đi là nó rất là mất công, mất tốn công và tốn thời gian rất là nhiều. Nhà của Sử thì bao giờ thì mới được cày ruộng ở trên kia? Bao giờ mình mới được trồng ngô trồng đậu ấy? Vụ này là trồng ngô hay là trồng đậu? Trồng ngô đấy. Vụ này là trồng ngô đúng không? Vâng. Trồng ngô này thì liệu có ai giúp mình không? Đi đội công thì có đấy. Đi đội công thì có à? Vâng. À thế là bây giờ mà nếu mà nhà người ta trồng ấy thì là mình cũng đi giúp người ta thì là mới có đúng không? Vâng. Đấy, phương thức đổi công này thì cũng khá là phổ biến ở trên vùng cao của bác, là anh em hàng xóm là giúp đỡ lẫn nhau trong lúc mà gia đình mình có công việc gì mà cần làm ấy thì người ta sẽ ra giúp đỡ mình của bác ạ. Ở đây thì hiện tại thì nhà của ba ông cháu ấy, tất cả mọi cái thì cũng đã được hoàn thiện xong mọi cái rồi. Đấy. Cháu Lực cũng bảo là lâu lâu là lên một lần đấy các bác. Nhưng mà trong thời gian khi mà cháu Lực lên ghi hình ấy, khi mà cháu Lực nhận được phần quà của các bác ấy, thì cháu Lực sẽ tiếp tục là lên chia sẻ hoàn cảnh ba ông cháu. Hãy xem là cho tất cả các bác cùng xem là sau khi mà hoàn thiện nhà thì độ 1 năm 2 tháng, độ là 1 tháng hay là 2 tháng, có thể là lên 1 năm 2 năm thì ba ông cháu cuộc sống khi mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì sẽ thay đổi như thế nào. Ở đây thì các bác giúp đỡ ba ông cháu là không mong sao là ba ông cháu phải là báo đáp cho cái này cho cái nọ, các bác không có đòi hỏi như thế đấy. Dạ. Mà các bác cần nhất là ở các em là càng ngày càng một phát triển mà đi lên khi mà được các bác đã giúp đỡ rồi. Sau này thì ở trên nhà mới thì em có dự định là sẽ làm chuồng trại chuồng gà trên này không? Một thời gian đấy có đúng không? Vâng. Ở nhà mình thì cây cối thì đã đủ rồi, mình chỉ cần tận dụng lại thôi đúng không? Vâng. Nếu mà lúc nào mà Sử làm ấy, có thể là điện cho anh sẽ lên giúp đỡ Sử. Vâng. Lên giúp đỡ Sử bằng chính sức công sức của mấy anh em mình. Vâng. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng em Sử là đi test xong một chút rồi các bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói đấy, nếu mà không trời không có mưa phùn đấy thì cháu Lực sẽ cùng em Sử là có thể là làm thêm được một chút nữa. Nhưng mà do trời không phải là mưa các bác, nó có sương mù ấy, nó có sương mù cho nên là mấy anh em không làm nữa, để ngày mai khi mà tạnh mưa xong mọi cái rồi thì mình sẽ làm sau Sử nhá. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng đã gửi phần quà tới cho em Sử để mà lên lên đến nhà rồi, lên đến tay rồi. Đấy, có lẽ là chắc là cháu Lực cũng sẽ phải là kết thúc phim này thôi cô bác ạ. Và xin một lần nữa xin được cảm ơn bà An Phạm và rất là nhiều. Cảm ơn bà đã luôn luôn quan tâm tới các em.
Ở đây thì cho cháu Lực xin được nói thêm một chút về cái phần khoản bà An Phạm gửi cho cháu Lực cô bác nhé. Bà là gửi cho cháu Lực là tương đương với lại 600 đô. 600 đô thì tương đương với lại, nếu mà đổi tương đương đổi ra tiền Việt khi mà cháu Lực nhận được là 14 triệu 600 là 70 ngàn. Đấy, trong đó thì là 300 đô thì là dùng để mua máy cắt cỏ. Còn 200 đô thì là để mà tiền ăn cho gia đình của ba ông cháu. Đấy, và bà cũng gửi cho cháu Lực là 50 đô để mà làm kinh phí đổ xăng đi lại khi mà cháu Lực đi mua máy của bác ạ. Và bà cũng gửi cho Lực thêm là 50 đô nữa để mà khi để mà ở đây thì khi mà bà gửi cho các em thì là bà đều gửi cho Lực là thêm là 50 đô để mà làm kinh phí đổ xăng đi lại. Đấy, nhưng mà lần này thì bà lại tiếp tục, bà lại gửi thêm cho Lực thêm là 50 đô nữa để mà cháu Lực đi xuống Cốc Bài, đi xuống huyện đấy, để mà mua cái máy lên cho ba ông cháu. Thì tổng là bà gửi cho cháu Lực là 100 đô cô bác ạ. Đấy, và cháu Lực cũng xin cảm ơn bà rất là nhiều, bà giúp đỡ các em, rồi bà lại quay trở lại giúp đỡ chính cái bản thân của cháu Lực để làm mà kinh phí đổ xăng đi lại. Đây thì các bác theo dõi ở trên kênh thì các bác cũng đã biết lượng khán giả của cháu Lực thì có rất là ít. Đấy, nhưng mà các bác thì theo dõi thì các bác cũng đều ủng hộ rất là nhiệt, rất là nhiều. Để mà tuy rằng là kênh của cháu Lực còn bé nhưng mà đã giúp đỡ được không tự nâng cao cái bản thân của mình, nhưng mà giúp đỡ được khá là nhiều những hoàn cảnh mà cháu Lực đi giúp đỡ. Hầu như là hoàn cảnh nào cháu Lực đi giúp đỡ thì đều có quà cho tới những hoàn cảnh đấy. Ở đây thì khi mà cháu Lực đi giúp đỡ những hoàn cảnh đấy thì không gọi là nhất thiết là cần phải là giúp đỡ cho những hoàn cảnh đấy có một ngôi nhà khang trang như nhà ba ông cháu cả. Chỉ cần là đi giúp đỡ được cái gì thì giúp đỡ cho những hoàn cảnh đấy như thế đấy cô bác ạ. Đấy, những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ thì còn phải là tùy duyên các em. Có duyên với các bác Mạnh Thường Quân thì các bác sẽ giúp đỡ các em rất là nhiệt tình và giúp đỡ rất là nhiều. Hay có những hoàn cảnh thì không có duyên thì các bác cũng chỉ giúp đỡ được là những cái khoản mà mua đồ mua đạc hay là những khoản mà mua thực phẩm thôi. Hay những cái lời mà anh dặn em ấy thì là không phải là bản thân anh dặn cho em hết, mà là các bác ông bà yêu quý các em thì là dặn dò các em. Đấy, các em thì các bác không có điện thoại được trực tiếp cho các em, các bác điện thoại cho anh để mà nói với anh, xong rồi anh sẽ truyền đạt lại cho các em. Đấy, ở đây thì anh có anh là người một chút là người là gọi là trung gian rồi. Đấy, hai anh em mình thì cũng không phải là khi mà anh hoàn thiện nhà của em xong là anh sẽ không có lên nữa đâu. Đấy, anh nhận được phần quà nào thì anh vẫn sẽ lên và vẫn sẽ trao cho các em. Đấy, các em thì cũng mong sao là cố gắng nhá. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin phải kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác, chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.